Dạ hello, xin chào các anh chị đã quay trở lại với kênh xe lướt giá rẻ của em. Các anh chị ơi, một chiếc xe 7 chỗ máy dầu số tự động vừa về tới công ty của em đây. Cái xe Isuzu MCU này, MUX này á, thì rất nhiều anh chị khi mà họ điện thoại hỏi em, vì lúc trước là bên công ty em có về hai xe, là một chiếc 2016 và một chiếc 2017. Dạ thì hai cái xe đó thì bán hết rồi, và cái số lượng khách mà tìm cái dòng xe này thì rất là nhiều. Thì hôm nay chính thức xe này đã có mặt ở tại công ty em. Trước mắt anh chị đây á, là chiếc MUX 3.0 nhập khẩu từ Thái Lan luôn nha các anh chị nha. Và xe thì là xe đời 2016. Dạ, xe số tự động luôn, bản 3.0 nha các anh chị nha. Dạ, xe thì có nút sơn là màu trắng. Dạ. Đây. Tem kiểm định vẫn còn đến tháng 12 năm 2020. Dạ đây ha. Bánh mâm theo xe, vẫn theo xe luôn nha. Đây 2016 nha, cả bốn bánh đều như thế hết. Đây. Cái dòng xe 7 chỗ này á, cái phiên bản 3.0 này á, thì cái dung tích nhiên liệu thì nó cũng cỡ bằng của Fortuner thôi nha anh chị nha. Thì chỉ có cái là máy nó mạnh hơn một tí xíu thôi, cho nên là các anh chị đừng lo về cái phần mà nhiên liệu sẽ tiêu hao nhiều, không có đâu ạ. Tại xe máy dầu thì nó tiết kiệm nhiên liệu lắm. Dạ đây ha, là ốc nắp phía sau ha, nắp cốp phía sau. Dạ đây là cái hàng ghế thứ ba, thì mình có thể mình gập xuống luôn. Dạ mình có thể gập xuống hoặc là mình có thể kéo lên ngồi cho hàng ghế thứ ba nha các anh chị nha. Dạ đây xe thì để em xem. Xe có gắn camera lùi luôn rồi các anh chị. Xe có gắn camera lùi luôn ha. Biển số thì ở Sài Gòn, 51G23814. Xe có ốp nắp xăng luôn. Dạ đây ha. Xe là có ghế da luôn anh chị. Trang bị ghế da luôn nè, trang bị ghế da luôn, có bọc la phong trần. Và điều đặc biệt của chiếc MUX đó là xe có luôn cả màn hình phía sau đây ạ. Đây ha, có cả màn hình phía sau luôn. Dạ có cửa gió chỉnh gió phía sau luôn. Dạ đây có cả hàng ghế nhìn có phía sau đây ạ. Đây ha, thì cái dòng MUX này chạy rất là êm và nó rất là rộng rãi. Dạ trần nó cũng không gọi là quá thấp. Dạ đây ha. Rồi, ok, mình sẽ lên phần xem phần phía trước. Và để em cam kết với các anh chị luôn là xe không đâm đụng ngập nước nha các anh chị nha. Xe cam kết không đâm đụng ngập nước. Dạ. Xe Oddo thì chạy được 51.000 các anh chị ạ. Xe từ 2016 chạy được 51.000. Dạ, đầu thì cũng là đầu DVD nha. À đầu đây của Pioneer. Dạ đây. À, mình có thể lấy đĩa coi trong đĩa trong luôn ha. À, cái này bật đây, cái này mình mở ra, mở đĩa bên trong ra nha. Đây đầu đĩa đây. À, đầu Pioneer thì các anh chị cũng biết, tại vì cái dòng Toyota thì cũng hay xài cái này. Dạ đây ha. Rồi, đây là dòng số tự động nè. Dạ thì điều hòa là chỉnh tự động luôn nha, điều hòa tự động luôn. Dạ, dòng 3.0 này chạy sướng lắm ạ, mà xe được xe nhập khẩu nữa, mà giá thì quá rẻ. Dạ, đây, vô lăng. Dạ, có nút cruise control trên vô lăng luôn. Dạ, trên trình luôn, đàm thoại rảnh tay luôn. À, ok. Có nút cắm USB luôn, có gập gương tự động luôn. Dạ, đó, có gập gương tự động luôn. Xe thì 7 chỗ, rất là rộng rãi. Em sẽ đến xem phần hầm máy xem như thế nào nha. Xe là ghế chỉnh điện luôn nè các anh chị ơi. Xe người lái là ghế chỉnh điện luôn nha. Xe ghế chỉnh điện luôn ha. Dạ, chỉnh điện lên xuống luôn. Ok. Rồi, em sẽ đến cái phần hầm máy xem như thế nào. Dạ, thì đây là phần hầm máy của chiếc Isuzu MUX. Dạ, đây ha. Cho chị capo. Ốc zin cabo nha. Đây ạ. À. Ok, xin chủ không luôn.
keo xịt chỉ cabo là còn nguyên ha. Còn máy móc thì tụi em đã vệ sinh sạch sẽ để sẵn sàng trưng bày lên showroom. Đây ha, mặt ghe lăng của chiếc MX thì nó cũng là mạ rơm. Dạ, cũng là mạ rơm, anh chị thấy có đèn ạ. Dạ. Rồi ok, em xin giới thiệu lại phần chiếc xe này nha. Đây là chiếc MUX Isuzu phiên bản 3.0 đời 2016. Dạ, hiện tại thì đang được rao bán tại công ty em với giá là 725 triệu. Dạ, thì các anh chị nào có thiện chí quan tâm hoặc là mua có thể liên hệ với em qua số điện thoại 0902 600 126. Em tên là Huyền, là nhân viên kinh doanh tại công ty Isuzu Group, công ty chuyên kinh doanh xe đậu qua sử dụng. Các anh chị có thể bấm like, share và subscribe kênh của em để theo dõi những video clip tiếp tục. Đây là một chiếc xe máy dầu số tự động và 7 chỗ, giá rẻ. Thì các anh chị nào có nhà quan tâm thì có thể liên hệ với em ngay nha. Giá thì vẫn còn có thể thương lượng được. Dạ, các anh chị nhớ bấm like và subscribe kênh của em, hoặc có thể để số điện thoại dưới mỗi video clip để em có thể tiện tư vấn cho các anh chị nha. Cảm ơn các anh chị đã quan tâm và theo dõi ạ.